Hồi sáng anh đưa em 500. Em mới chở anh đi được 1/3 ngày à, tức là anh còn 330. Trừ 35 ngàn tô mì quả em trả giùm anh ra thì dĩ chi anh còn 295 ngàn. Thôi em giữ đi. Em ghét mấy đứa sĩ diện lắm nha. Đi đâu thì cũng taxi, tay thì cầm ly Starbucks size grande, xong rồi vô toilet chụp hình đăng lên mạng xã hội ghi hashtag là đố anh biết em đang nghĩ gì. Em có mấy đứa bạn gì á, tiền thì không có một xu, nợ thẻ tín dụng, nợ bạn bè, nói cái tên thôi là không ai dám rớ tới.